Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online. Và hôm nay cậu bạn sẽ có review trải nghiệm một con game mobile vừa ra mắt trên cửa hàng Google Play, có tên gọi là Hàng Hải Mạo Hiểm. Nghe tên thì có vẻ xa lạ, nhưng mà thật ra thì con game này nó sẽ là một con game về đề tài One Piece. Đây anh em để thấy tất cái nhân vật ở trong One Piece sẽ xuất hiện ở trong con game Hàng Hải Mạo Hiểm này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm xem là cái con Hàng Hải Mạo Hiểm này nó sẽ như thế nào nhá. Bạn nào mà không có máy Android thì anh em cài giả lập như mình đang cài giả lập đều rất là ok nha anh em. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào game và trải nghiệm đi. Ở đây mình thấy game đã có 5 server rồi thì mình sẽ chơi server 5 luôn. Rồi chúng ta đến phần đặt tên này. Đó, chúng ta có băng hải tặc. Rồi, cái con game Hàng Hải Mạo Hiểm này sẽ là một con game thẻ tướng AFK. Và nó sẽ sở hữu một cái đồ họa 2D chibi. Kiểu đồ họa chibi, hoạt hình trẻ con một tí. Rồi chúng ta sẽ có tính năng chiến đấu. Đó, bạn làm nhiệm vụ này. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần gọi là thiết bị. Ở thiết bị này các bạn có thể lắp các loại trang bị cho phần thiết bị này. Thiết bị này như kiểu cái con thuyền của bạn ấy. Thì anh em biết là cướp biển nó gắn liền với những con tàu đúng không? Thì con game này sẽ có những chiến tàu. Tức là bên cạnh hệ thống nhân vật ra thì chúng ta sẽ có phần gọi là phần thuyền. Ở trong phần thuyền này anh em cũng có thể nâng cấp, lắp thêm trang bị này, học kỹ năng này. Rồi có phần động lực tinh linh này nọ gì nữa. Đấy, một số cái nữa. Đấy, mình cứ làm theo hướng dẫn của game nhá. Mình thấy là cái game này là game thẻ tướng AFK thôi nên là nó cũng khá đơn giản. Nó sẽ không phức tạp đâu. Và bạn thấy là game nó chơi theo kiểu màn hình dọc. Anh em có thể cầm, nếu mà chơi điện thoại thì cũng khá là thoải mái. Đấy, đi làm nhiệm vụ. Chúng ta cứ đi làm nhiệm vụ rồi đánh boss, tranh thủ đánh boss để lên cấp. Đồng thời là mở khóa tính năng mới. Ở đây thì mình chưa không thấy có tính năng gọi là tăng tốc trận đấu nha. Còn chiến đấu là tự động mở rồi. Ở đây thì khi các bạn vào game này anh em sẽ được tặng miễn phí VIP 3 nhá. Free VIP 3 luôn anh em ạ. Đấy, khi các bạn chơi con Hàng Hải Mạo Hiểm này thì các bạn sẽ được tặng free VIP 3 luôn. Đây có thể gọi là ưu đãi dành cho những bạn nào mà mới chơi con dành cho những game thủ của Hàng Hải Mạo Hiểm. Ôi toang rồi. Khỏe vậy. À đúng rồi, chúng ta sẽ có thêm nhân vật mới này. Đấy, chúng ta có Zoro. Có Zoro này. Đấy, thêm một số nhân vật nữa. Đấy, sẽ trợ giúp mình. Nói chung là cái cốt truyện của con game này nó cũng khá là bám sát nguyên tắc One Piece. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu cùng Luffy, Mũ Rơm. Bắt đầu hành trình đi tìm tra, đi tìm kho báu. Cũng như là làm quen với những người bạn mới, thành lập băng cướp hải tặc. Đó. Ở đây các bạn vừa bên cạnh đi đánh hải thì anh em có thể gọi là phải nâng cấp nhá. Chúng ta có phần nhân vật này. Đấy, chúng ta có phần nhân vật, nâng cấp nhân vật. Đây, nó gọi là phần danh sách này. Chúng ta có nhân vật thì nó sẽ chia ra các cái phẩm cấp. Thấp nhất là xanh lá này, rồi xanh dương này, tím, cam và cao nhất sẽ là đỏ. Đó, phần hệ thống nhân vật trong game. Ngoài ra chúng ta sau này có phần hero nữa nhưng mà chưa mở, level 20 mới mở. Tức là chúng ta sẽ có 3 cái để tìm hiểu nhá. Đầu tiên là phần thuyền này. Đấy, mặc nhanh trang bị này, rồi tăng cấp kỹ năng, nâng động lực, tăng bậc, tiến bậc. Đấy, tiến bậc này thì sẽ thay đổi ngoại hình của cái chiến thuyền của bạn luôn. Sau này nó rất là ngầu, bây giờ chỉ là cái thuyền gỗ lầm lởm này thôi. Rồi chúng ta có phần nhân vật. Đấy, đây là các nhân vật phụ trợ sẽ cùng nhau chiến đấu. Các bạn cũng có thể tăng cấp, tăng kỹ năng, tăng lòng trung thành này nọ. Tí nữa thì level 20 chúng ta sẽ mở thêm một tính năng nữa là hero, là tướng á. Ở đây chúng ta có phần cường hóa trang bị này. Nhìn chung thì game này nó cũng khá là dễ hiểu thôi anh em ạ. Với cả nó có tiếng Việt thì anh em sẽ chơi rất là dễ. Đây, mình có thể cường hóa nguyên liệu sử dụng tiêu hao vàng trong game. Đơn vị tiền tệ của game là có berry, anh em cứ hiểu là vàng đi. Đấy, rồi chúng ta có phần kim cương này phải nạp. Rồi có phần ruby này nữa. Đây, chúng ta mở khóa phần hero là các tướng. Nó khác biệt với phần nhân vật này nhá. Hero và nhân vật là khác nhau nhá. Đấy, phần hero chúng ta sẽ gặp lại những nhân vật hết sức quen thuộc ở trong One Piece như kiểu Usopp này, Nami này, Zoro này, Boa, Hancock này, Sanji, Chopper, Franky. Và nó cũng chia ra nó chỉ chia ra phẩm vàng và đỏ thôi. Các bạn sẽ cố gắng sưu tập những cái tướng phẩm đỏ này như kiểu Rubin này, Brook này, Ace, Sabo, Vivi này nọ đấy. Thì các nhân vật nói chung là bạn nào mà thích chịu được cái đồ họa chibi thì có thể là chơi con game này. Tức là yêu thích One Piece và thích cái đồ họa kiểu chibi này thì có thể thử.
Chúng ta có phần các cái gói quà này, động lực đặt bậc, nâng cấp động lực để nhận quà này, toàn dân động lực nhận quà này. Cái này là mình không hiểu tại sao nó gọi là động lực, mình cũng chả biết nữa. Rồi đây là các hoạt động hàng ngày trong game nhé. Chúng ta sẽ có phần đấu trường này. Đó, anh em thấy không? Đấu trường, hoạt động lên server, săn boss, tầm bảo, bang hội. Đấy. Hoạt động trong game thì chúng ta sẽ có hoạt động thường này, bao gồm là địch tập kích, bang hội này, hộ tống thuyền hàng, lớp học bong bóng. Hoạt động lên server thì có tranh bá lên server, vô giác đấu, bí cảnh thì chưa mở. Ngày 28 của server mới mở cơ. Và đây là phần săn boss, thì các level 30 thì anh em để săn boss nhá. Và đây là tầm bảo này. Tầm bảo này là kiểu thì quay thôi, bỏ kim cương vào mà quay, nó nhân phẩm và đốt tiền. Level 10 thì mở hoạt động lên server. Và đây chúng ta sẽ mở các cái phó bản hàng ngày nhá, bao gồm là các cái phó bản nguyên liệu để các bạn đi kiếm nguyên liệu để nâng cấp cho nhân vật của mình. Đó. Ngoài ra chúng ta có phó bản kho báu, phó bản XP, thí luyện. Đấy, anh em đi, nói chung hàng ngày thì các bạn nên đi tham gia những hoạt động hàng ngày này. À, và đừng quên là nâng cấp cho đội hình của các bạn nhé. Đấy, khiêu chiến tiếp này. Trong lúc các bạn chiến đấu thì anh em hoàn toàn có thể đi nâng cấp nhân vật được. Đấy, tăng cấp động lực, tăng bậc, nhận quà. Đấy, mở khóa ngoại hình mới. Chiến thuyền của mình đã ngầu hơn rất là nhiều rồi. Rồi lại đi tiếp tục câu chuyện phó bản và nâng cấp phần nhân vật này. Lưu ý nhắc lại nhá, hero và phần danh sách nhân vật này là khác nhau và các bạn đều có thể tăng cấp hai cái. Đấy, thì anh em lưu ý nhá. Đấy, tiêu hao để hero là tướng, còn nhân vật thì kiểu như là những cái nhân vật phụ trợ sẽ đi chiến đấu cùng mình thôi. À, chúng ta có phần shop này, shop nguyên liệu để các bạn thể dùng cái ruby để mua các vật phẩm trong game này. À, đây là phần đấu trường xếp hạng. Chúng ta sẽ có sau này thì đây là đấu trường thường, rồi đấu trường đệ nhất, tranh bá, rồi vương giả nữa. Nó về nhưng mà cái này thì phải level cao hoặc là theo mở theo ngày của server nữa. Rồi mình sẽ đánh thử nhá. Đó, trong lúc đấy thì anh em có thể đi làm những công việc khác. Đây, chúng ta có phần một số phần như kiểu thiết bị mua quả. Đây là shop này, shop kim cương này, shop mua trang bị này, các bạn để mua các vật phẩm trong game này, mua các trang bị trong game nhá. Rồi shop thiết bị này, shop thi đấu. Đây là phần thuyền buồm chưa mở, kết nghĩa chưa mở. Đấy, một số tính năng chưa mở, cái này phải lên cấp cao hơn. Anh em muốn lên cấp nhanh thì anh em hoàn thành nhiệm vụ để lên cấp nhá. Nói chung là game dễ chơi mà. Bạn nào mà hay chơi game thẻ tướng rảnh tay thì chắc chắn là sẽ biết thôi. Đấy, các bạn có thể nạp để nhận những cái gói quà ưu đãi. Cái này thì tùy anh em nhé, mình cũng không giới thiệu. Mình sẽ chơi lên, cố gắng chơi lên 30 để đi săn boss xem nào. Đấy, về cơ bản thì mình cũng không có gì nhiều để giới thiệu. Nhưng mà vì đây là một con game về One Piece nên mình làm một cái video để dành cho bạn nào biết đâu là anh em thích One Piece thì có thể chơi, có thể muốn chơi con game này. Đấy, nhớ nâng cấp chiến thuyền của anh em nha. Tăng động lực lên nó sẽ thay đổi hình dáng của thuyền của bạn. Đấy, các bạn thấy không? Thuyền mình bây giờ nó cũng đỡ hơn rất giờ. Tất nhiên là muốn để hoành tráng hơn thì chúng ta sẽ phải đợi. Đây, ký hiệu cho thuyền này. Đấy, kiểu cờ cho thuyền ấy. Bắt đầu mở khóa phần cờ cho thuyền rồi. Anh em cứ hoàn thành nhiệm vụ đấy nhá. Để lên cấp khá là nhanh. Đấy, mở thêm auto tự động săn đánh boss luôn. Tức là đến một cái ải nào đó thì nó sẽ đánh quái và đánh boss. Các bạn đánh boss thì có thể lên ải cao hơn. Lên ải cao hơn thì sau này các bạn treo máy nhận thưởng ấy sẽ nhận thưởng nhiều hơn. Phân giải trang bị này. Khiêu chiến tiếp này. Hiện tại mình level 29 rồi. Có thể là lên cấp rất là nhanh. Rồi đã level 30. Bây giờ mình sẽ đi đánh boss thử nhá. Đây chúng ta có tính năng săn boss này. Đây boss level 30. Vào đánh luôn. Đấy, đừng. Được cái là game rảnh tay này các bạn. Nhưng mà trong lúc chiến đấu thì anh em hoàn toàn để đi nâng cấp được. Rồi chúng ta có boss toàn dân. Boss này là kiểu boss thế giới ấy, và nó sẽ có thời gian hồi sinh. Đây có 10 giây hồi sinh này. Chúng ta sẽ cùng nhau cạnh tranh với những người chơi khác đây. Đợi nó hồi sinh mình đánh luôn, rất là may. 3 giây. Này thì các bạn sẽ nhặt được những cái món đồ kiểu độ hoàng kim kiểu khiêu chiến luôn này. Đấy, level 70 hoặc là VIP 5 thì chúng ta sẽ có thêm cả tính năng bỏ qua nữa. Ở đây thì không bỏ qua được thì mình cứ để đấy đã. Tăng cấp kỹ năng này. Tăng cấp kỹ năng động lực. Đấy, một số cái.
bot bao giờ, ui bot đã rất trâu. Cái này là cả, đây là bot toàn dân mà, bot thế giới mà. Đấy, đánh được hay không thì là cả một vấn đề đấy, vì bot rất là trâu. À, nâng cấp công nghệ, đây là phần cường hóa trang bị. Đó. Này cũng khá là tốn đấy. À, nâng cấp 20 là nâng rồi lên bậc 2 rồi, có phần công nghệ này nữa, cũng sử dụng tiêu hao vật phẩm để nâng cấp. Đấy, đây là phần bot nhá. Nói chung là mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em một số cái tính năng thôi. Lên server này 40 mới mở cơ. Đấy, các bạn thể lên là làm nhiệm vụ để lên cấp, làm nhiệm vụ tiếp để lên cấp. Nói chung là game rất dễ hiểu mà. Rồi mình sẽ đổi sang bản đồ mới này, rồi lại tiếp tục khiêu chiến. Chúng ta có phần thành tựu, anh em có thể nhận thưởng thành tựu nhá. Cái dạng game này nó bánh cuốn là cái việc là các bạn sẽ dành thời gian để nâng cấp nhân vật ấy, không có giới hạn luôn. Đấy, nó sẽ nâng cấp liên tục luôn, anh em sẽ dành rất nhiều thời gian để nâng cấp cho nhân vật của mình. Này thì mấy hoạt động này nó chưa mở, nó mở theo thời gian nên mình chưa mở. Năm 2 mới mở cái phần vận tiêu. À, bang hội thì level 52 cũng mở luôn. Đấy. Mình sẽ chơi cấy lên 40 xem nào, để xem có gì không. À, để lên 40 anh em cứ làm nhiệm vụ cho mình thì nó sẽ lên cấp khá là nhanh. Đấy, phần giải thiết bị này. Đấy, là lên 35 rồi, các bạn chỉ cần là hoàn thành nhiệm vụ thôi, rồi đi đánh phó bản các thứ là lên cấp rất nhanh. Và trong khi đó là đừng bao giờ quên là tăng cấp cho nhân vật của mình nhá. Tăng lực chiến này nọ bằng cách đấy. Mặc nhanh cho chiến thuyền này. Rồi tăng cấp kỹ năng chiến thuyền này, tăng động lực cho chiến thuyền này. Rồi lại đánh boss tiếp, cứ vậy thôi. Hết cả vàng, hết cả nguyên liệu để nâng cấp rồi. Đấy, lúc đấy thì anh em phải treo máy các thứ đánh này nọ nhiều hơn. Rồi phải đợi đánh quái một lúc thì mới có thể đánh boss được. Lại khiêu chiến boss. Bây giờ mình cấp 36 thôi. Đây, qua nạp đầu thì cả server nhận thưởng luôn nhá. Anh em nhớ nhận hòm. Đấy là những bạn game thủ của bạn nạp đầu. Lưu ý là nhắc lại là game này mới chỉ có trên Android thôi nhá. Thế các bạn có thể gọi là tải game về trên điện thoại nếu bạn nào dùng Android, hoặc là bạn nào mà không có máy Android thì dùng giả lập như mình. Giả lập thì chơi trên PC thôi. Nói chung là game nhẹ mà, thì anh em có thể rất là thoải mái để có thể gọi là trải nghiệm. Đây mình đi cái hoạt động đào bảo này, đánh ải nhận thưởng. Cấp 39 rồi. Đánh lên cấp 40 nhá. Nói chung là game này thì nó hướng tới cái việc là dành cho fan One Piece ở cái việc là các bạn sưu tập nhân vật cũng như là nâng cấp những cái nhân vật mình yêu thích. Còn lối chơi thì hướng tới cái lối chơi đơn giản của thể loại game thẻ tướng rảnh tay rồi. Đấy, cũng không có gì nhiều để giới thiệu cả. Level 40 chúng ta mở thời trang cái thuyền này. Đấy, sau này các bạn có thể biến đổi cái thuyền của mình rất thành rất nhiều hình dáng khác nhau, rất là hoành tráng nha. Đó. Ok, mình cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về cái con game mobile có tên gọi là Hàng Hải Mạo Hiểm này, một con game thẻ tướng AFK về đề tài One Piece. Bạn nào muốn chơi mình sẽ để một đường link để anh em tải game và chơi thử nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy hay đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Top Game Online để ủng hộ cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.